Ở bên Trung Quốc, ngày 11 tháng 11 là ngày lễ độc thân, còn ở bên Hàn Quốc đó là ngày lễ Bebero. Trước kia thì nó có ý nghĩa là ngày cùng nhau giảm cân, nhưng mà bây giờ thì nó là một ngày thể hiện tình cảm bạn bè và người yêu. Nhân dịp ngày Bebero thì tối hôm qua mình đã quyết định đi ra siêu thị để mua bánh. Một hộp bánh Bebero có giá là 1.000 won, quy ra tiền Việt là 20k. Thường thì mọi người hay mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi, nhưng mà mình thấy ở siêu thị nó rẻ hơn một xíu nên là mình đã vô siêu thị mua. Ngoài hộp bánh Bebero ra thì cái loại kẹo này cũng được rất là nhiều người mua tặng. Theo như mình thấy thì mỗi năm hình như là thiết kế của hộp có sự thay đổi hay sao á, rồi còn có lời nhắn nữa nha, nghe chưa? Khúc này là mình đang phân vân là nên ăn hộp nào, tại vì cũng trễ rồi á, ăn nhiều thì dễ bị tăng cân lắm, nên là mình đã lấy đại một hộp để ăn, may mắn sao bóc trúng hộp cookie. Thông điệp của cái hộp này đó là mẹ lọc bù trọt, có nghĩa là người giàu sức hút. Lâu lắm rồi thì mình mới ăn lại Bebero nên là cũng tò mò không biết là vị như thế nào. Nhìn tổng thể thì có vẻ ngon á, mình sẽ ăn thử một miếng coi thử như thế nào nhé. Trời ơi, nó ngon nhất nách. Khúc này là mình bảo bồ mình làm trái tim, cái nó đưa cho mình Bebero, muốn ký đầu dễ sợ. Đây là Bebero của hai đứa mình, ăn xong là xác định tăng cân nhé. Nói ăn có một hộp thôi, nhưng mà tại vì ăn cái vị cookie thấy ngon quá nên là mình quyết định ăn thêm một hộp nữa. Hộp này thì có vị hạnh nhân, tò mò ở trong hộp có bao nhiêu que nên là mình đã đếm thử nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ủa, 9 que rồi hai người ăn, que cuối cùng ai ăn ai nhịn. Ăn xong rồi thì mình mới nhớ là mình quên nhìn thông điệp của cái hộp này. Một pilte mà to nè xanh gót thì mỗi lần ăn nhớ em nha. Trời ơi đất sến. Mọi người ơi, mình có làm nhiều video vlog về văn hóa trải nghiệm của mình tại Hàn Quốc ở trên YouTube đó. Mọi người nhớ follow ủng hộ mình nha. Chúc mọi người một ngày Bebero vui vẻ.